Bạch Thế Tôn, sự chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vậy. Đối với các pháp Bồ Tát không chấp thủ nên có thể đi từ bờ mê đến bờ giác. Nếu còn chút ít sự chấp thủ các pháp thì không thể đến bờ giác. Do nhân duyên này, khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp thủ từ sắc cho đến thức, cho đến chẳng chấp thủ vào pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả pháp không thể nắm bắt. Bạch Thế Tôn, tuy các đại Bồ Tát không thể nắm bắt đối với tất cả pháp, nhưng do thực hành bản nguyện là niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chưa viên mãn, và sở chứng bản nguyện là 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng chưa thành tựu, trong giai đoạn giữa không vì không chấp thủ tướng các pháp mà nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này tuy có thể viên mãn sự thực hành niệm trụ cho đến chi đạo và có thể chứng 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không thể thấy được. Vì sao? Vì sự thực hành niệm trụ tức phi niệm trụ cho đến chi đạo tức phi chi đạo, sở chứng 10 lực tức phi 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng tức phi 18 pháp Phật bất cộng, vì bản tánh tất cả pháp tức phi pháp chẳng phải phi pháp. Bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy đại Bồ Tát không chấp thủ đối với tất cả pháp nhưng lại thường thành tựu các thắng sự. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát phải quan sát kỹ thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Ai thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy để làm gì? Bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại Bồ Tát cần phải quan sát kỹ. Nếu pháp không sở hữu, không thể nắm bắt thì đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong không sở hữu, gạn hỏi chỗ nào? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: trong đây pháp nào gọi là không sở hữu, không thể nắm bắt? Thiện Hiện đáp: gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa là không sở hữu, không thể nắm bắt. Bởi vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vậy. Này Xá Lợi Tử, sắc cho đến thức không có sở hữu, không thể nắm bắt. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không có sở hữu, không thể nắm bắt. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không có sở hữu, không thể nắm bắt. Năm lại mắt, sáu phép thần thông không có sở hữu, không thể nắm bắt. 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng không có sở hữu, không thể nắm bắt. Chân như cho đến thật tế không có sở hữu, không thể nắm bắt. Quả dự lưu cho đến quả độc giác không có sở hữu, không thể nắm bắt. Chư Phật Bồ Tát không có sở hữu, không thể nắm bắt. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có sở hữu, không thể nắm bắt. Đó là do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vậy. Này Xá Lợi Tử, khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu vô thường quan sát chắc thật như thế thì các pháp sở hữu đều không có sở hữu, không thể nắm bắt. Tâm vị ấy chẳng lo lắng, chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, chẳng ưu buồn, chẳng hối hận, nên biết đại Bồ Tát này thường không lìa bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: bằng cách nào biết được đại Bồ Tát thường không lìa bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp: đại Bồ Tát này như thật biết sắc cho đến thức, lìa tự tánh sắc cho đến thức, như thật biết bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa tự tánh bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến như thật biết 18 pháp Phật bất cộng, lìa tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, cho đến như thật biết thật tế, lìa tự tánh thật tế.